Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình nha. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cái thắc mắc cũng như là mình muốn có một cái app bán cho anh em. Đó là lần đầu tiên mình trong team của mình đã cài được một cái app, đó là cái app có số vàng nó là 100.000. Thì như các bạn đã biết thì ở The Mid Soccer 2020 thì chúng ta không thể hack được nhá. Chúng ta không thể hack được như là chỉ có thể là cày vàng mà quảng cáo cũng như là đá các trận ở trong chế độ đá offline thì chúng ta mới cộng được vàng thôi. Còn hôm nay thì cái số vàng này là do một thành viên trong team của mình cày và bán bây giờ đưa cho mình để mình làm video cho anh em xem. Số vàng nó là đây anh em nhìn thấy không, 100.687 và số kim cương nó là 408. Ngoài ra thì sân vận động, đó là sân vận động thì đã được full tất cả rồi. Còn chế độ đang đá là đi lên tận Division 12 rồi. Và quảng cáo thì vẫn còn anh em nhá. Thì thực sự đây là một cái hàng rất là VIP luôn. Cái hàng này mình đang muốn bán nhá. Anh em nào mua thì liên hệ với mình. Đây mình sẽ vào phần mua cầu thủ nhá. Chúng ta có thể mua cầu thủ bình thường hay là mình sẽ mua cái Legendary Player đi. Mình đang dùng mạng 4G nên là nó hơi lag một chút, anh em thông cảm cho mình. Đó anh em thấy không? Mua cầu thủ bình thường nhá. Đó, mua cầu thủ bình thường. Ví dụ mình sẽ mua cầu thủ này đi. Thôi, mình sẽ vẫn để như vậy đã. Đấy, cái app này là chơi bình thường nhá, chứ không phải hack nên là anh em không phải sợ bị ban app đâu. Cái này là do số vàng này kiếm được 100% nên là anh em đừng sợ bị ban app. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể đá online bình thường nhá. À, đá offline bình thường. Để chúng ta xem số vàng này cộng là bao nhiêu. Đây, mình sẽ vào một trận đấu đá offline. Đá vẫn rất là bình thường anh em nhá, không gặp vấn đề gì cả. Đây là số vàng cày được là 100% luôn. Nên là anh em nào muốn mua ạc này thì anh em cứ liên hệ với mình. Đó, đây là một cái ạc cực kỳ là khủng luôn anh em ạ. Đá bình thường này. Bây giờ mình đá hết trận này cho anh em xem nhá. Rồi mình sẽ xem số vàng được cộng là bao nhiêu anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ không nói nữa, mình đợi đá hết trận này. Ok, như vậy đã hết trận đấu rồi, mình chiến thắng 1-0 thôi. Nhưng vì đây là đội hình khá là yếu nên là mình vẫn chưa một cầu thủ nào anh em ạ, nên là chỉ thắng được 1-0 thôi. Ngoài ra thì đây là còn Division 2 nữa. Ok, chúng ta vẫn có thể cộng vào bình thường nhá. Bây giờ thì mình sẽ xem quảng cáo này. Đấy, quảng cáo đây. Quảng cáo thì xem được cộng vàng không anh em nhá. Mọi cái vàng này là do mình cày hết nên là anh em yên tâm. Mình toàn cày bằng quảng cáo và đá online thôi, đá offline thôi. Nên là anh em yên tâm không bị ban ác anh em ạ. Đó, anh em thấy số vàng vẫn cộng bình thường nhá. Thì hiện tại thì chỉ có hai cách để kiếm vàng, đó là xem quảng cáo 1 giây trên iOS. iOS thôi, nhưng mà iOS hiện tại thì rất nhiều các người chơi thì đang bị khóa bỏ chế độ xem quảng cáo rồi. Còn một số người chơi thì vẫn còn. Còn hiện tại thì cách thứ hai duy nhất là chúng ta chỉ cần nâng cấp cái phần sân này. Phần sân và phần comedical này thì chúng ta sẽ được cộng vàng sau mỗi chiến thắng thôi. Còn hiện tại thì không có một cách nào để có thể hack vàng nhá. Nếu mà có cách nào hack vàng thì mình sẽ review cho anh em xem luôn, chứ mình không việc gì phải giấu cả.
nên là anh em xem được video này thì anh em đừng bảo là mình tìm được cách khách vàng này, mình không chỉ anh em, đấy là sai lầm rồi. Mình mà tìm được thì mình sẽ chỉ anh em thôi, vì chỉ khi mà chỉ anh em thì mình sẽ được nhiều view hơn, có gì mà mình không chỉ. Cho nên là cách duy nhất hiện tại chỉ có xem quảng cáo ở trên Android cũng như iOS, và chúng ta sẽ có thể nâng cấp phần Stadium này và phần Comerico để chúng ta có thể nhận được phần trăm chiến thắng, nhận được phần trăm vàng cộng thêm sau chiến thắng đấy, tất cả chỉ vậy thôi. Ngoài ra thì mình mua bán ảnh, mình ra ngoài thì mình nhận mua bán ảnh nhá. Mọi thông tin chi tiết mà anh em muốn mua hay bán ảnh thì anh em thể liên hệ qua Zalo của mình 0366257766 nhá, số Zalo sẽ hiện ở dưới màn hình. Ngoài ra thì cái ảnh này thì mình cũng muốn bán nhá, anh em có nào tiện chỉ muốn mua ảnh này thì anh em liên hệ với mình. Cái ảnh này thì chúng ta mua về thì chúng ta có thể làm rất nhiều thứ, ví dụ như chúng ta là có thể là mua được rất nhiều đội hình, sắm được rất nhiều thứ, nên là anh em hãy nhanh tay mua về nhá, không là sẽ bị mình người ta mua mất đấy. Ok, đến đây thì video mình cũng sẽ kết thúc. Anh em thấy video của mình hay thì like, chia sẻ cùng với đăng ký để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì mình bye bye anh em, chúc anh em xem video thật là vui vẻ. Bye bye.